Thời gian qua, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã đẩy mạnh việc ứng dụng kỹ thuật IMO, men vi sinh bản địa vào sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật sinh học sử dụng trên cây trồng như là bưởi, sầu riêng, từ đó đã dần hướng tới một nền nông nghiệp sạch, thân thiện với môi trường. 2 năm trở lại đây, gần 2 hectare sầu riêng của gia đình ông Trường ở ấp An Bình, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã áp dụng IMO làm phân bón, thuốc trừ sâu vào sản xuất. Là một nhà nông có nhiều kinh nghiệm, ông đã tạo men vi sinh IMO để ngâm các loại trái cây, phân động vật, tạo ra phân bón giúp tăng độ xốp cho đất để thay thế các thuốc bảo vệ thực vật và phân bón vô cơ, giúp cây trồng phát triển tốt, chất lượng trái cây đảm bảo, năng suất cây trồng tăng. Năm ngoái dù giá chưa tăng, nhưng vườn sầu riêng của ông đã cho thu nhập trên 900 triệu đồng một hectare. Cái điều quan trọng nhất là thứ nhất là mình được phục vụ được cho những người tiêu dùng, đó là hàng sạch. Cái điểm thứ hai là mình được cái môi trường của người nông dân là cứ rất là tốt, tại vì mình đã sử dụng cái chương trình hữu cơ thì nó đỡ bị ô nhiễm môi trường hơn, thì có nghĩa là người nông dân mình sẽ khỏe hơn, cái năng suất và về cái màu sắc và cái chất lượng nó rất là ổn định. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai luôn quan tâm đến phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh. Trong đó, Phòng Kinh tế, Hội Nông dân huyện thường xuyên tổ chức các đợt hội thảo, tập huấn, tham gia vườn mẫu về sử dụng chế phẩm sinh học IMO. Ngoài việc sử dụng IMO làm phân bón hữu cơ, nông dân trên địa bàn huyện còn sử dụng chế phẩm IMO ủ tạo ra thuốc trừ sâu cho cây thay thế thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ đó giúp các hộ dân cải tạo đất, giảm thiểu thuốc bảo vệ thực vật trên cây trồng. Tôi xài 2 năm nay thì hiệu quả nó tăng khoảng được 30%, nhưng mà cái chi phí cái giờ phân hóa học nó giảm được khoảng 40%. Cũng lưu ý cái phần này nữa là khi sử dụng cái hữu cơ từ NPK hữu cơ thì cái mặt đất mình nó phải phủ lá cây hoặc những loại cỏ nào, chẳng hạn như là cỏ rau trai rồi cỏ màng ri rồi cây họ đậu rồi để che phủ, thì tạo độ ẩm thì cái vi sinh vật trong hữu cơ nó phát triển được, nó làm cân đối độ pH của đất thì cây nó hấp thụ mới tốt được. Trên địa bàn huyện Trảng Bom thì hiện nay thì có rất là nhiều bà con sản xuất nông nghiệp sạch, và điển hình nhà giống như là ở xã Tây Hòa, Đông Hòa, Trung Hòa thì áp dụng IMO vô trong chăm sóc cây sầu riêng và cây bưởi. Phòng Kinh tế cũng phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn và khuyến khích bà con chăm sóc cây trồng theo hướng hữu cơ. Đến nay, trên địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, có 26 hectare sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ ứng dụng IMO. Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng IMO vào sản xuất và tạo điều kiện hướng dẫn cho nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác để thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Thưa quý vị, cũng thời điểm này năm trước, VTC16 đã từng phản ánh công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh thông qua hợp tác xã nông nghiệp Tuyết Sơn Con Plong do bà Phạm Mỹ Hạnh là người đại diện theo pháp luật. Dù không trồng một cây sâm ngọc linh nào nhưng đã quảng bá rất nhiều sản phẩm sâm ngọc linh với dự án nông trại hữu cơ Tuyết Sơn Con Plong để gọi vốn cho dự án. Con số ảo này chỉ được phát hiện khi nhà đầu tư mất tiền đã phải cầu cứu đến cơ quan chức năng. Trước sự mập mờ trên, cơ quan công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đang vào cuộc xác minh. Để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đã tung hàng loạt hình ảnh vườn sâm ngọc linh cùng các sản phẩm đa dạng được chế biến từ sâm, tổ chức cho nhà đầu tư thăm vườn sâm ngọc linh của nơi khác để tạo niềm tin. Không những vậy, công ty còn khoe trồng sâm tại Kon Tum với diện tích 100 ha và 60 ha tại Quảng Nam. Đây là hai tỉnh có chỉ dẫn địa lý về sâm ngọc linh. Vượt qua mọi khó khăn từ ngày đầu thành lập, bước đầu liên kết với quy mô nhỏ lẻ của các hộ trồng sâm ngọc linh tại Kon Tum, tại Nam Trà Mi, đến nay công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đã phát triển vùng nguyên liệu trên 100 ha tại Măng Đen, 60 ha tại núi Nam Trà Mi. Thực tế, dự án nông trại hữu cơ Tuyết Sơn Con Plong được triển khai tại huyện Con Plong với diện tích 46 ha. Dự án bảo tồn phát triển dược liệu như sâm dây, đẳng sâm, bảo tồn một số dược liệu tự nhiên như cốt toái, lan kim tuyến, chè dây, giảo cù lam. Đây cũng là địa phương không có trồng sâm ngọc linh tại Kon Tum. Đối với cái hợp tác xã Tuyết Sơn ấy, thì qua thanh tra, kiểm tra và xác minh của các cơ quan chức năng thì khẳng định là ở trên vườn Và trong cái khu vực dự án ấy, là không có cái cây dược liệu là cây sâm Ngọc Linh. Cái thứ nhất khẳng định. Cái thứ hai là đặc điểm phân bổ và quy hoạch vùng cũng như đặc điểm sinh thái thì cái ở cái khu vực hợp tác xã Tuyết Sơn không thể đầu tư phát triển cây sâm Ngọc Linh. Đấy, phải khẳng định như thế. Tỉnh Kon Tum triển khai công tác quy hoạch trồng và phát triển sâm Linh đó, thì trong vùng quy hoạch này thì hiện Cẩm Long là không có trong vùng quy hoạch trồng và phát triển sâm Linh. Thứ hai là về trong cái chỉ dẫn địa lý mà đã được Bộ Khoa học Công nghệ cấp cho hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum đó, thì huyện Cẩm Long thì không nằm trong cái vùng chỉ dẫn địa lý trồng sâm Linh. Đó thì tất cả các hoạt động trồng sâm Linh trên bàn huyện Cẩm Long hiện nay thì vẫn chưa triển khai thực hiện. Chỉ với bánh vẽ sâm Ngọc Linh, 2 năm qua, công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đã huy động rất nhiều nhà đầu tư ở khắp nơi tham gia vào dự án trồng sâm trên giấy ở Kon Tum của công ty. Vụ việc chỉ vỡ lở khi các nhà đầu tư cầu cứu cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy. Thưa quý vị, thực hiện chương trình khuyến mại hè 2023 từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 15 tháng 7, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đang có chương trình xé ngay trúng liền với các khách hàng mua các sản phẩm như là trà Dr. Thanh, trà xanh không độ, nước tăng lực Number 1. Chương trình khuyến mãi là lời tri ân khách hàng cả nước đã ủng hộ và sử dụng các sản phẩm nước uống giải khát có lợi cho sức khỏe của Tân Hiệp Phát suốt nhiều năm qua. Và mới đây thì Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã tổ chức trao giải thưởng trị giá 100 triệu đồng cho khách hàng tham gia chương trình khuyến mãi hè 2023. Người may mắn trong chương trình năm nay là một chàng trai người dân tộc thiểu số Zirai ở huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Với chàng trai trẻ Rơ Ma Thê, đây là số tiền lớn nhất từ trước đến nay mà anh và gia đình có được. Sau khi nhận số tiền này, Rơ Ma Thê dự kiến sẽ sửa lại căn nhà ở quê cho bố mẹ và mua một chiếc xe máy để tiện cho công việc. Đây là một trong 9 khách hàng may mắn trúng giải triệu phú 100 triệu đồng của chương trình khuyến mãi hè năm nay. Hiện chương trình cũng đã tìm ra chủ nhân trúng giải 1 tỷ đồng. Phía Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã trao đổi, làm việc với khách hàng may mắn nhất để nhanh chóng tiến hành các thủ tục trao giải thưởng. Ngoài ra, Tân Hiệp Phát cũng đã trao hơn 270.000 giải hàng ngày cho hàng chục ngàn người may mắn. Thì em thấy cái quẹt mã trong rồi quẹt mã để có cả trong điện thoại này. Em chỉ quét trong không trúng thì em mua thêm trong rồi. Không biết khi nào có cái chị ấy gọi cho em. Rồi em run, em sợ. Em tưởng người ta lừa. Nói cháu là cái số tiền nó phải dùng để làm gì, như nào như nào. Thì bây giờ cháu nó còn nhỏ, thế mà để cháu nó kinh doanh cái này cái kia thì nó cũng không đủ khả năng. Làm gì thôi tốt nhất là gửi bố mẹ này, chừng nào mà có muốn làm cái gì thì cũng có cái vốn làm. Với tên gọi xé ngay trúng liền, chương trình khuyến mãi hè của Tập đoàn Tân Hiệp Phát là chương trình thường niên và được tổ chức suốt nhiều năm qua. Với mục tiêu kích cầu tiêu dùng và tri ân hàng triệu khách hàng trên toàn quốc, mỗi năm chương trình thu hút hàng trăm ngàn người quan tâm thông qua các tin nhắn tham gia chương trình, các buổi livestream, quay số, các lượt tương tác về chương trình trên mạng xã hội hay qua báo chí.